Hey, chào mừng bạn đã đến với video số 8 trong loạt series video hướng dẫn lập trình làm game bắn chim với Unity do team Judith thực hiện. Ok, trong video lần trước, video số 7, chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần làm giao diện cho người chơi rồi. Trong video lần này thì chúng ta sẽ đi viết code để mà chúng ta xử lý cái giao diện đó ha. Nào, ok, chúng ta cũng sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta cũng sẽ mở Unity lên và chúng ta sẽ tạo ra hai cái script. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái để xử lý cái phần dialog ha. Dialog. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái script để mà xử lý chung ha, xử lý chung ha. Game GUI Manager. Rồi, chúng ta cũng sẽ mở hai cái script này lên. Dialog này. Game GUI Manager. Trong phần dialog này thì chúng ta sẽ làm trước ha. Chúng ta sẽ import cái thư viện xử lý UI của Unity vào using unity engine.ui. Lệnh using là để import thư viện trong Unity ha. Rồi ok, chúng ta sẽ có public type title tag, tham chiếu đến cái title tag ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có tag, content tag, tham chiếu đến cái content tag. Chúng ta có một cái phương thức để cập nhật cái giao diện của dialog ha. Update UI. Hoặc là chúng ta có thể là nói là update dialog đi cho nó dễ. String title tham số này. Cái string title này, cái string content. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu title tag mà không rỗng ha. Title tag mà không rỗng này. Đối với những cái đối tượng game object ở trong Unity chúng ta có thể viết tắt ha. Nếu mà chúng ta sẽ viết tường tận ra là nó thế này. If title tag khác luôn này. Nhưng mà những cái đối tượng game object ở trong Unity chúng ta có thể viết là if title tag thì cũng bằng là nó khác luôn ha. Tag bằng title. If content tag khác luôn ha. Content tag chấm tag bằng content à. Đối với mỗi cái dialog này chúng ta sẽ add cái script dialog vào dialog. Ok, chúng ta sẽ tham chiếu tới từng cái dialog một. Ở đây là game dialog này, title này, content này, sang post dialog này, title này, content này. Rồi, ok, chúng ta đã xong cái phần là dialog. Bây giờ chúng ta sẽ sang bên xử lý tổng ha. Tổng này. Cái GUI manager này thì cũng sẽ kế thừa từ cái lớp single chân này ha, single chân này. Game GUI manager. Và override awake sẽ không lưu dữ liệu khi mà load scene ha. Make single chunk false. Rồi.
Ở bên trong cái game GUI này thì chúng ta sẽ tham chiếu, đầu tiên chúng ta sẽ tham chiếu tới ok, quên mất, import cái thư viện UI vào đây, using unity-engine.ui game object này là home GUI. Tiếp tục là game object ở game GUI đó, hai cái game object chúng ta cần. Tiếp theo chúng ta sẽ tham chiếu đến hai cái dialog ở game dialog, tiếp theo là pause dialog. Rồi. Chúng ta sẽ tham chiếu đến cái image file red field để mà chúng ta cái cập nhật cái thằng field amount nha, field amount. Chúng ta sẽ có public time tham chiếu thì cái thằng tham check này, tham check đi. Chúng ta sẽ có cái check này, kill được những con chim đã được bắn hạ nhé, kill được counting check. Rồi chúng ta sẽ có một cái biến nữa dialog để chúng ta lưu lại là cái dialog hiện tại của chúng ta là cái dialog nào, và dialog này nó có get set ha, chúng ta nhấn Ctrl chấm này cho nó get set này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương thức đó là public void show game GUI bool. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà game GUI nó khác luôn nha, cái object game GUI khác luôn này, game GUI để hiển thị hay là ẩn một cái game object chúng ta dùng cái phương thức là set edit show. Nếu mà chúng ta show game GUI rồi thì là cái home GUI nó sẽ bị ẩn đi ha. Còn nếu mà chúng ta ẩn cái game GUI rồi thì cái home GUI nó sẽ show ha. Như vậy là cái home GUI nó sẽ ngược với lại là cái game GUI ha. Hai cái này nó ngược nhau cho nên là chúng ta sẽ dùng cái này home GUI.setEdit phủ định cái thằng issue ha, ngược ngược đấy, issue phủ định ha. Nếu mà issue này là true thì là game vui nó sẽ được hiển thị và home vui nó sẽ biến mất thằng này đây, còn nếu mà issue là false game vui sẽ biến mất và home vui sẽ hiển thị ha. Đây này. Đây nhìn ở trên trên giao diện cho nó dễ ha, giao diện đây, đây là game vui ha, game vui biến mất này, home vui xuất hiện này, game vui xuất hiện này, home vui biến mất này, hai cái này nó không cùng đồng thời có thể là hiển thị được ha. Đó rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phương thức mới nữa đó là public void update timer tag, update timer thôi ha, đỡ phải giải dòng string time. Chúng ta sẽ kiểm tra if timer tag khác luôn, timer tag chấm tag sẽ bằng time
Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phương thức là update killed counting. Trong này có tham số là in killed, tức là đã bắn hạ bao nhiêu con chim. It killed a counting tech, killed a counting tech, chấm tech bằng killed. Chuyển cái in sang chuỗi thì chúng ta sẽ có là chấm toString ha. ToString. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chuỗi ở ban đầu nữa, đó là nhân này cộng với này, tại vì là cái thông tin mà chúng ta muốn hiển thị ra là nó thế này cơ, nhân 100 này, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải có cái dấu x ở đằng trước, do vậy là chúng ta sẽ phải x cộng với lại là cái số chim đã giết được, đã bắn hạ, chuyển sang chuỗi ha. Rồi public void update fire rate, public fire rate. Ở đây là chúng ta sẽ có cái tham số là float rate. Nói nhụy mồm quá ha. If fire rate field, chúng ta sẽ cập nhật là fire rate field chấm amount, field amount bằng rate. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái game manager này. Chúng ta sẽ thay đổi một chút, chúng ta sẽ đưa tất cả những cái coroutine khi mà game start vào một cái phương thức mới, đó là public void play game. Phương thức này, và khi mà play game chúng ta sẽ show game vui ha. Game vui manager.in.show game vui true. Khi mà khởi chạy thì chúng ta sẽ cập nhật ha, chúng ta sẽ cập nhật này. Game vui manager.in này, chấm show game vui, chấm show game vui là false khi mà game chưa chạy nhé. Game mới bắt đầu thì sẽ show cái home vui, cho nên là chúng ta sẽ ẩn cái game vui đi. Tiếp theo chúng ta sẽ cập nhật game vui manager.in.update kill the counting. Update số chim đã bắn hạ này, số chim đã bắn hạ này. Bird kill. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ thêm một cái phương thức nữa để mà chúng ta chuyển cái số in sang bên chuỗi thời gian ha. Void in to time. Ở đây là string chứ, string này. In to time. In time. Tham số đầu vào là in time. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là float minute, tức là phút, bằng với lại là làm tròn nhé, làm tròn ở trên này, floor này là làm tròn
À, làm tròn dưới chứ. Làm tròn dưới này. Time là chia cho 60 ha. Lấy cái số số đã cho chia cho 60 này và làm tròn dưới nó xuống thì chúng ta sẽ ra số phút này. Ở đây chúng ta sẽ có plot second giây ha. Second này. Matter.round làm tròn đúng ha. Round to in này. Làm tròn đúng này. Làm tròn đúng là số số dư ha. Lấy cái số dư của cái giá trị đầu vào chia cho 60 ha. Phần trăm này chia cho 60 này. Dư bao nhiêu này. Đó. Sau đấy chúng ta return. Return một cái chuỗi là minute.toString 00 ở đây. 00 ở đây thì là cái này là cái format ha. Format nếu mà cái số phút này mà nhỏ hơn 10 thì tự động nó sẽ add cái số 0 vào đằng sau ha. Để mà nó đẹp hơn add số 0 đằng sau. Cộng với lại là dấu 2 chấm scope này, 2 chấm này. Tiếp tục cộng với lại là second. Second.toString 00 ha. Rồi ok, ở trong cái phương thức update thời gian thì chúng ta sẽ cập nhật cái thời gian ở đây, cập nhật ở cái coroutine time countdown này. Rồi. Chúng ta sẽ cập nhật cái thằng này. Game vui manager.in.update time in to time em killing time limit ha. Rồi, chúng ta đã cập nhật cái thời gian rồi. Cập nhật thời gian rồi. Ở đây khi mà con chim chết ha, con chim mà bị bắn chết thì chúng ta cũng cập nhật ha. Game vui. Chúng ta sẽ vào bird ở cái phương thức die này, chúng ta sẽ cập nhật này. Chấm update kill counting thì cái này sẽ làm game manager.in.bird killer. Chúng ta sẽ truy xuất vào cái biến bird killer của cái game manager ha. Đó. Rồi, ok, như vậy là đã còn ổn rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái object mới này với cái tên là game vui manager. Add cái script là game vui manager. Bây giờ chúng ta tham chiếu này, chúng ta có home vui này, home vui này, game vui này, game dialogue này, pause dialogue này, Pirate view ở đâu ta? Pirate view ở info này. Info đây, pirate view đây. Timer tag này. Kill the counting tag này. Đó. Chúng ta tham chiếu nó hết ở trong cái thằng inspector này. Mà chúng ta ẩn cái game vui đi. Trong cái home vui này chúng ta sẽ add một cái sự kiện cho cái play game button này nhá. Sự kiện ở đây chúng ta on click này, chúng ta sẽ nhấn dấu cộng để add sự kiện này. Chúng ta sẽ đi tới cái đối tượng game manager chúng ta add vào. Chúng ta sẽ chọn một cái phương thức cho cái sự kiện đó. Khi mà người dùng click là sẽ chạy cái sự kiện đó. Ở đây là tôi sẽ add cái phương thức là play game ở trong cái object game manager.
cho cái sự kiện của cái nút play game button này ha. Rồi chúng ta sẽ thử nhá. Ok, chúng ta sẽ click này. Click này. Rồi. Đã show ra rồi. Bắn này. Ok. Cái này nó đã tăng lên này. Đó. Cái này chim này nó đã tăng lên này. Đã tăng lên này. Chỉ có là cái file rate chưa được cập nhật đúng không? Và cái time chưa được cập nhật. Time thì chúng ta sẽ xem lại này. Time game vui tham chiều đến tham tách chưa tham ok ở trong cái thằng game manager này chúng ta sẽ xem cái tham này. Tôi nhầm rồi, cập nhật ở đây là tôi đặt nó ở trong cái tham limit nhỏ hơn không thì mới cập nhật chứ, cho nên là nó sẽ không cập nhật được trừ khi mà cái tham limit này nhỏ hơn không. Tôi sẽ đưa cái thằng này ra ngoài ha để nó cập nhật liên tục được. Chúng ta thử nhá. Đó, time đã chạy rồi. Đó, time đã chạy rồi. Và số chim bắn được cũng đã cập nhật rồi nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái chỗ để mà chúng ta cập nhật cái file rate này, cái file rate có lẽ là trong cái player này. Player khi mà đây ở chỗ cái file rate này nó giảm dần đây thì chúng ta cũng cập nhật ở đây ha. Ở đây là chúng ta sẽ game vui manager.in.update file rate ha. File rate ở đây thì là lấy cái số file rate hiện tại chia cho tổng file rate ha. Em current file rate chia cho file rate là nó sẽ ra. Được rồi, ok chúng ta sẽ thử nhá. File rate này. Đó, đã cập nhật file rate rồi nhá. Đó. 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 Đấy, đã cập nhật cái file rate rồi. Như vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý đến cái phần là hiển thị dialog ha, hiển thị dialog này. Thì chúng ta sẽ ở đây. Nếu mà cái thời gian nó kết thúc ha, cái thời gian nó kết thúc này. Ở đây chúng ta sẽ cập nhật cái dialog trước ha. Game vui manager.in chấm in chấm game dialog chấm update dialog ha. Ở đây cái title của chúng ta là your app. Cái content của chúng ta đó là bet killed đây cộng với lại là cái số chim bắn được nhá. Đấy, số chim bắn được rồi, chúng ta sẽ show cái dialog này ra. Game vui manager.in.game dialog.show. Tôi chưa viết cái phương thức show ở trong này rồi. Chúng ta vào dialog, chúng ta viết thêm cái phương thức là show nhé. Public void show vui show cũng tương tự ở bên cái game vui manager thôi. Đây là game object setActive show. Chúng ta quay lại, chúng ta sẽ gọi cái phương thức show to
chúng ta sẽ gắn cái dialogue hiện tại của cái thằng Game Manager này bằng cái game dialogue ha, current dialogue bằng với lại là game dialogue. Bây giờ chúng ta sẽ thử ha. Chúng ta sẽ để cái số thời gian limit là 5 đi cho nó dễ ha. 5 đi cho nó nhanh thì nó sẽ hiển thị thông tin ra. Bắn một em này, hai em trượt rồi. Đó. Ok, như vậy là cái dialog đã hiển thị và nó thay đổi này. Cái nội dung của cái dialog đã thay đổi này. Bad kill rồi, là một. Chúng ta mới bắn được một này. Nhưng mà những cái button, những cái nút của chúng ta là nó không hoạt động đúng không? Nó không hoạt động. Tí nữa chúng ta sẽ viết những cái sự kiện cho những cái nút này có thể là hoạt động nhé. Rồi ok, một nửa chặng đường rồi. Hơn một nửa chặng đường rồi. Chúng ta sang cái game Game Manager này. Chúng ta sẽ viết một cái script, à quên, cái phương thức đó là thế nào. Public void pause game để mà dừng tất cả các cái hoạt động của game lại, chúng ta sẽ sử dụng là time scale bằng không ha, bằng không. Nếu mà chúng ta muốn các cái hoạt động của game nó quay trở lại thì chúng ta sẽ cho cái time scale này là một ha. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra if pause dialog, pause dialog chấm show true, show ra. Rồi chúng ta sẽ gán cái sự kiện này ha, gán cái sự kiện pause này cho cái nút là pause đây. Chúng ta sẽ tìm đến cái nút là pause button, chúng ta sẽ click vào cái sự kiện on click này, chúng ta sẽ add cái game view manager này và chúng ta tìm tới cái phương thức là show pause dialog này, pause game này, đây này, pause game. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nó có dừng được trò chơi lại không nhé. Rồi, ok, đã dừng lại rồi. Dừng trò chơi lại rồi này. Pause này. Dừng lại hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi viết những cái sự kiện để mà xử lý những cái nút nhá. Nút nhá, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sự kiện là resume void void này, resume game. Chúng ta sẽ cho cái time scale của chúng ta quay lại là một ha. Time scale bằng một và chúng ta sẽ đóng cái dialog hiện tại ha. Chúng ta sẽ đóng cái dialog hiện tại lại. Nếu mà em current dialog thì em current dialog chấm show false. Đó, đó là cái nút resume. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái nút home ha. Public void home, back to home ha, back to home,
chúng ta cũng gọi cái phương thức là resume game ha. Resume game. Và chúng ta sẽ load lại cái scene này, sẽ load lại cái scene này. Để load lại scene chúng ta sẽ import cái thư viện screen scene unity engine dot scene management. Để load một cái scene chúng ta sẽ dùng là scene manager chấm load, truyền vào đây cái tên của scene ha, cái tên của scene này, tên của scene này. Nếu mà cái scene mà đổi tên ấy thì chúng ta cũng sẽ phải đổi cái chuỗi ở trong đây nhé, cái tên ở trong đây cũng phải đổi. Như vậy là rất là bất tiện, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức để mà nó tự động ha. Ở đây chúng ta sẽ có là scene manager get active scene. Get active scene tức là cái scene mà mình đang chơi đấy, chấm name. Cái câu lệnh này là sẽ lấy cái tên của cái scene hiện tại ha, cái scene mà người dùng đang chơi đấy, thì là nó sẽ load lại cái scene đó. Tiếp theo là chúng ta có cái phương thức replay public này. Đâu nhỉ? Có đúng rồi, có replay. Đôi khi đầu óc tôi hay bị quên lắm. Chúng ta sẽ đóng cái dialog hiện tại nhé. Em current dialog.show false. Và chúng ta cũng load lại scene. Load lại scene thì copy ở trên cái này xuống nhá. Load lại scene này. Và chúng ta sẽ gọi cái phương thức play game trong cái game manager ra play game. Đó là replay. Exit game này. Exit game này. Cái nút exit game này. Exit game. Chúng ta sẽ gọi cái phương thức là resume game cho dễ. Resume game ở đây đóng và thiết lập lại cái time scale ha. Chúng ta cũng sẽ load lại scene và chúng ta sẽ có một cái câu lệnh là application.quit. Cái application.quit này là thoát khỏi chương trình luôn nhé, nhưng mà nó sẽ không hoạt động ở trên cái PC, trên cái Windows ấy, mà nó chỉ hoạt động ở trong cái Android thôi ha, nó chỉ hoạt động ở trên điện thoại thôi. Do vậy là chúng ta sẽ không không thể là kiểm tra được cái thằng exit game này ở trên PC mà chỉ có ở trên điện thoại thôi. Rồi, ok, chúng ta đã xong những cái sự kiện cho những cái nút của chúng ta rồi, cho những cái button rồi. Bây giờ chúng ta sẽ add từng cái sự kiện một cho từng cái button một nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái game dialog này. Chúng ta sẽ vào cái replay button này, chúng ta cũng sẽ add sự kiện như vừa rồi. Add này. Game Cool Manager này. Chúng ta có là replay này. Home chúng ta cũng có home này. Back to home này. Exit này, chúng ta có exit game này. Exit game này rồi. Chúng ta sẽ chuyển tới cái thằng pause dialog này. Pause dialog này. Resume game này, chúng ta có resume game này. Home này, chúng ta có back to home này. Back to home. Exit này, chúng ta có exit game này.
Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử những cái dialog nhé, thử những cái button ở dialog nhé. Ok, thử này. Resume này. Resume này. Tại sao nó không đóng được cái dialog lại thì là tại vì chúng ta không gán không 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 có đưa cái dữ liệu vào cái thằng em current dialog này cho nên là nó sẽ không đóng được ha. Ở đây chúng ta sẽ là em current dialog bằng pause dialog thì là sẽ đóng được ngay. Ok, chạy thử lại nhá. Thử lại này. Đóng này. Resume này, đó resume đã resume này. Home này, đã quay trở về home này. Exit này, exit này. Rồi, ok chúng ta sẽ thử cái game nhá. Replay này. Replay lại này. Replay này. Ok, như vậy là cái replay nó hoạt động không tốt ha. Replay chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ show này, show game vui ha. Show game vui là true đi. Chúng ta sẽ show game vui. Kiểm tra lại nào. Replay nhá, replay. Ok. Ok thôi kệ nó. Chúng ta sẽ chỉ load lại scene cũng được. Chúng ta sẽ rồi ok, tạm thời cái replay này chúng ta chỉ load lại scene thôi ha. Bỏ cái gọi phương thức play game trong cái game manager và show game vui đi. Chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là load lại scene thôi. Load lại scene cũng được rồi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thử bắn này. Replay load lại scene này. Tiếp theo chúng ta có home. Chúng ta có exit. Rồi, như vậy là tất cả những cái giao diện nó đã hoạt động rồi, giao diện cho người chơi đã hoạt động hết rồi. Bạn có thưởng thức thành quả ngay bây giờ cũng được. Có thể là chơi thử xem xét cái time limit nó lại là tầm khoảng 30 đi. Time limit tầm khoảng 30 đi. Đó thì là chúng ta sẽ chơi xem là trong 30 giây chúng ta bắn được bao nhiêu con. Rồi ok. Đến đây là chúng ta có thể là xong rồi nhưng mà trong video sau thì chúng ta sẽ làm thêm vài thứ đó là lưu cái điểm số, lưu cái số con chim cao nhất mà người chơi có thể bắn được vào trong cái game này và hiển thị ra. Và một cái nữa là chúng ta sẽ làm cái camera shake, tức là khi mà chúng ta click bắn chim ấy thì là cái màn hình nó sẽ rung lên nhé, cái màn hình nó sẽ rung lên để mà có thể là tăng cái hiệu ứng trực quan hơn. Thì trong cái video sau thì chúng ta sẽ làm cái đó. Nếu mà bạn thấy video này hay, thấy nó hữu ích thì đừng ngại like hay là chia sẻ để ủng hộ cho team YouTube nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở bên dưới thì team YouTube sẽ cố gắng trả lời sớm nhất cho bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!